đây các bạn nhìn thấy có quen không? Đây là cái chỗ mà thanh phom bọc nha các bạn. Trước đó thì chỗ này sẽ được treo những em cá beta phom bọc treo lừ hết trên những cái cây đinh này các bạn. Mỗi cái đinh là một em. Và hiện tại thì như các bạn có thấy đây, còn đâu trên dưới khoảng một chục em thôi, vì chống nhà máy là một chục em. Và chưa có năm nào như năm nay các bạn nha, cá beta của thanh chưa có năm nào như năm nay. Bán không đủ hàng, bán những dịp cận Tết. Và thông thường những dịp cận Tết đó, thì thanh đã dự trù, rút kinh nghiệm của những cái năm trước đó, đó thì anh em có nhu cầu chơi rất là cao, nên thanh đã dự trù và đã ép rất là nhiều bầy luôn trước đó rồi, và hiện tại vẫn hụt hàng các bạn. Đây thanh không nói điêu các bạn nha, minh chứng cho tất cả các bạn xem đây. Và hiện tại thì đối với cá bầy đó các bạn, thì anh đã ngưng nhận đơn cá bầy. Lý do là trước đó thì anh sẽ trả những cái đơn mà anh em đã đặt cọc trước đó rồi. Thì hôm nay anh sẽ quay một vòng cho tất cả các bạn xem những cái bầy cá tại trại cá beta Thạch Anh các bạn nha. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BBT khám phá sở thích của anh em nhà anh Sóc Trăng các bạn nhé. Clip ngày hôm nay thì anh sẽ tiến hành vừa lựa cá để đem ra quay trợ giá cho tất cả các bạn chơi. Cũng gần nửa tháng nay thì anh không có lên clip về những cái em cá mà thanh mở bán trên kênh BBT khám phá sở thích các bạn, chủ yếu là những cái short ngắn ở trên YouTube short cho tất cả các bạn xem về những em cá beta. Một cái nguyên nhân chủ yếu đó là hiện tại thì anh không còn cá nữa để được phục vụ cho anh em nhân dịp Tết này, thật là đáng tiếc đúng không ạ? Thanh cũng đã tính rồi các bạn, những năm trước thì anh em đặt cá rất là nhiều và thanh có dự trù, nhưng mà năm nay thì ngoài kế hoạch các bạn thì anh em lấy sỉ rất là nhiều, nên vô hình dung thì mất cá form của anh em nhà thanh Sóc Trăng hết đi, thì cũng còn một mớ thôi các bạn. Đây các bạn nhìn thấy cái góc quen thuộc của anh em nhà thanh Sóc Trăng để form cá, và hiện tại thì không còn nữa các bạn nha. Đây là những cái chỗ mà chưa có thảm để tới trên này để form, để phục vụ cho anh em. Và bây giờ thì không còn nhiều nữa các bạn. Và bây giờ thì để tiếp tục hỗ trợ cho anh em, kết nối anh em cùng chia sẻ đam mê với anh em nhà thanh Sóc Trăng, thì bắt buộc phải lựa ra những cái em cá này để quay cho phục vụ cho anh em đây. Cái lô cá trợ giá thì thanh sẽ cố gắng duy trì đây đến cuối năm nay cho tất cả các bạn có điều kiện tiếp cận đến những cái em cá chất lượng cao về mình trải nghiệm một cách tốt nhất các bạn nha. Và hôm nay thì sẽ tiến hành lựa đây các bạn. Rồi nhìn không, những em cá lên màu rất là tươi các bạn nha. Nemo Cooper đây. Cái này là máy nè các bạn. Em máy siêu phẩm Zalo nè, vàng các bạn, trứng căng rồi nè các bạn nha. Cái này về là ép được luôn. Thì cá phom thì không còn nhiều các bạn. Hiện tại thì có thể lên cầm chừng cho tất cả các bạn thôi, có thể nói là như vậy các bạn. Một chút xíu nữa thì anh sẽ quay những bầy cá cho tất cả các bạn xem. Cá bầy thì hiện tại thì anh đã ngưng nhận đơn rồi. Đây, em coi Zalo Cooper nè các bạn, vàng tươi. Đây là em con Nemo Cooper, rất nét các bạn nha, rất nét luôn. Tiếp tục là con Nemo Cooper. Cái em cá này thì thanh bỏ ở đây form chắc khoảng được 7 ngày thôi các bạn. Này rất là tơ luôn rồi các bạn. Zalo. Máy. Thì thanh sẽ cố gắng lựa để lên cho tất cả các bạn một lô trợ giá tiếp theo. Nếu như tất cả các bạn nào đang quan tâm thì hãy like và subscribe kênh để đón chờ những clip mà anh em nhà thanh Sóc Trăng chia sẻ đến cho mình các bạn nhé. Đây các bạn, chiếc màn nhỏ của các bạn, đây là những cái bầy cá của anh em nhà thanh Sóc Trăng. Những cái bầy cá này độ tuổi của nó các bạn nhìn thoáng qua thì nó cũng xem với nhau cả thôi các bạn, tầm một tháng mấy tuổi cho đến 2 tháng các bạn nha, tầm một tháng mấy tuổi đến 2 tháng. Và hôm nay thì anh quay cho tất cả các bạn xem, không phải là thằng anh chảnh hay là như thế nào đó, không muốn bán cho tất cả các bạn. Tuy nhiên ở đây á, cá của thằng anh không có đủ bán để nhận đơn. Bởi vì lúc này nếu mà nhận đơn của tất cả các bạn đó
thì nó khoảng 1,5 tháng đến 2 tháng nữa mới có thể trả đơn cho tất cả các bạn. Thì lúc đó thì Thành nhận tiền lâu quá Thành cũng không muốn, và nó sẽ không hay, nó sẽ mất vui đi các bạn nha, nó sẽ mất vui đi. Còn hiện tại thì thà anh để đó, thà anh nuôi, khi nào Thành đủ size, đủ tháng, đủ form thì anh mở bán. Thì lúc đó nếu mà tất cả các bạn còn quan tâm thì các bạn đến với anh em nhà Thành Sóc Trăng để anh em nhà Thành Sóc Trăng phục vụ cho bạn, thì lúc đó sẽ tốt hơn. Còn cái việc mà nhận tiền trước khi nào có cá hả giao thì lúc đó thà anh không nhận các bạn nha, thì nó sẽ phiền phức lắm luôn các bạn. Bởi vì đụng tới cái gì tình cảm tiền bạc là không nên đụng tới. À các bạn nhé, làm cái gì phải rõ ràng, làm cái gì phải đâu vô đó đàng hoàng, thì đó là cái phương châm của anh em nhà Thành Sóc Trăng lúc nào cũng vậy. Không rõ ràng, không đàng hoàng thì anh không làm, và làm thì phải quy chuẩn. À, thì hổng gà thì có rất là nhiều anh em nói rồi, bây giờ anh gửi tiền trước để anh lấy bài cá khi nào có nói với anh, nhưng mà thì anh không có nhận hàng, không có nhận đặt đơn kiểu như vậy các bạn. À, bởi vì cái thời gian như các bạn thấy đây, thời gian nó để nó lột, nó lên màu á. Những cái bài như thế này nè, những cái bài này còn lớn tuổi các bạn nha, những cái bài này khoảng 2 tháng nè, nó mới lột, nó mới bung đầu nổ đốm như thế này thôi, thì nó ít nhất khoảng còn 1,5 tháng nữa thì cũng có thể mới mở bán được. À, các bạn đây, ngồi Thanh đi một vòng cho tất cả các bạn xem hiện trạng tại giải cá bên Thanh. Mà Thanh nói vui, chưa có một cái năm nào như năm nay bán cá beta khủng khiếp luôn các bạn. Đó, cá bầy các bạn nha, đây là những cái bầy VIP không có đụng tới một em nào các bạn. Bầy 2 tháng mấy như em này nó lo lột nè, nó lo lột khoảng 60-70% dược đàn. Còn những em này thì nó mới nổ đầu lên, đầu nổ đốm nè các bạn. Đây các bạn thấy không, và xanh, tỷ lệ xanh trong một bầy rất là ít luôn. Đây, một em xanh, hai em xanh, ba xanh, bốn xanh, đếm trên đầu ngón tay các bạn nha. Đây là những cái cặp bố mẹ rất là chuẩn luôn mới được lai tạo qua những cái bài cá con đại loại như thế này, rất là thích các bạn nha, rất là dạng luôn. Đây, chơi beta, những cái bạn nào chơi chuyên, những bạn nào chơi đam mê đó thì sẽ thấy thích ngay ha. Bởi vì khi mà một cái em beta nó dạng dĩ nó như thế này thì nó quấn quýt như thế này là làm sao không thích được các bạn. Những em cá rất là đẹp. À, đây là cái bài con Nemo nền vàng các bạn nha, bài con Nemo nền vàng rất tốt, bài cá này rất tốt luôn. Đây, hôm nay thì thời tiết nó lạnh các bạn nha, thời tiết nó lạnh, ban đêm thì anh sẽ đóng thùng ngoài lại, à, không có để trần gì để đâu. Ban ngày có nắng thì anh sẽ để như thế này, còn ban đêm thì anh sẽ đóng thùng ngoài lại các bạn nha. Đây dài tới đằng kia và ở trên tới đằng này, toàn bộ là cá như thế này nè các bạn. Rất thích luôn các bạn nha. 1,5 tháng, 2 tháng thôi, không có nhiều nữa. Thì hôm nay thì anh sẽ đi một vòng cho tất cả các bạn xem những cái bầy cá tại trại cá beta Thà Anh, những em cá phôm nó hút hàng là như thế nào, để minh chứng cho một điều là tận cái đáy lòng của anh em nhà Thành Sóc Trăng muốn phục vụ cho tất cả các bạn chứ không phải không. Nhưng mà hiện tại thì không còn đủ cá để phục vụ cho tất cả các bạn, các bạn cũng thông cảm giúp cho anh em nhà Thành Sóc Trăng. Nếu như tất cả các bạn nào mà chưa có đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh, like và subscribe để Thà Anh khi mà đăng clip lên, có clip mới đăng clip lên thì tất cả các bạn sẽ được nhận thông báo, và mình chọn những em cá mà nó duy nhất, nhanh nhất các bạn nhé. Và chút xíu nữa đây thì anh sẽ quay một cái lô cá trợ giá, cố gắng quay một cái lô cá trợ giá để phục vụ cho anh em. Anh sẽ cố gắng duy trì đây đến cuối năm để phục vụ cho anh em, để anh em tiếp cận được những cái em cá tốt để trải nghiệm một cách tốt nhất đối với những em cá beta các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để ủng hộ anh em nhà Thành Sóc Trăng các bạn nha. BVT khám phá sở thích Beta Thành Sóc Trăng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo.